Em chào tất cả anh em nhé. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 8 à, em có về được 12 con ơ anh. 11 con ơ ha. 11 con mấy ơ ha. Em có dùng dần cho anh em. Máy này là chưa có rửa, chưa vệ sinh, chưa dọn anh em ha. Thì anh em quay cho anh em xem khảo. Để em dọn xong test từng con cho anh em xem ha. Máy thì bao anh em là máy hàng bại về, chưa có dọn, chưa vệ sinh ha. Đấy, như con này là đẹp rồi nè ha. Ha. Con này là cực kỳ đẹp nè ha. Con ơ 50 đó em bán rồi nha. Ơ 50 em bán rồi. Ngoài kia con ơ 7, đây con ơ 7 trụi nữa, hai con này em bán luôn rồi ha. Là hai con ơ 7, hai con ơ 8 nha, vì một con ơ một ơ 50 em bán rồi. À, giờ còn mấy con ơ đây nè. Anh em nào giờ cần liên hệ em nha, 0985927776 Zalo á, bao ship cho mấy anh em ha. Rồi chào anh em ha. Toàn là ơ không anh em á. Hàng mới rất công xuống ha. Như con này là quay ra nổ anh em ha. Em thử test nha. Anh em là cần liên hệ em nha, ba ship cho anh em nha. Rồi em quay cho anh em mấy con máy em còn trong nhà ha. Này con là con ớt ớt A50 nó đẹp lắm anh em ha. Anh em là chốt thì liên hệ em nha, em bán sạch cho anh em luôn nè. Máy thì bao ghi bao chất lượng cho anh em. Rồi bán cho anh em 5 triệu ba ship nè, bật đạn ha. Mitsu 85 con vậy là 6 triệu rưỡi nè, bao ship cho anh em này ha. Mitsu 85 vậy là 6 triệu rưỡi nè. Mitsu 85 này em còn cầm cỡ 6 bầy con ha. Bữa 10 cỡ 15 con mà bán còn 6 con à. Đây con này. Con này đẹp giá khác anh em á, con này giá khác nha. Con này hơn 7 triệu nha. Màu mè nó đẹp hơn kia. Đó. Con này 7 triệu ha anh em. Đó, con này nè, con này cũng đẹp nè ha. Đó đó. Ha. Em còn con ga 85 ha. Con này con ga 85. Con Mitsu 7 ha. Là hàng dòng ơ về là có là em bán hết anh em. Hai con này em bán luôn rồi nha. Em chưa đóng đi đó. Con ơ 6, con này ơ 8 bán luôn rồi đó ha. Sáng giờ làm không kịp thành ra không có đăng lên nha anh em xem được. Bây giờ em đăng lên cho anh em xem ha.